content này bây giờ nó sẽ rất là trẻ. Thực ra là cũng không trẻ lắm đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi mua đồ bom hàng. Đây là đồ của những người người ta bom hàng, người ta không nhận đúng không? Xong mình mua lại cái gói này với giá bao nhiêu? 499 ngàn. Để coi với 499 ngàn chúng ta sẽ mua được gì. Tôi coi clip trên mạng á, có nhiều người inbox được mấy cái xịn lắm. Thế nên tôi cũng hy vọng với nhân phẩm của mình thì mình sẽ mở được những gì. Ok. Ủa nhưng mà phải gặp bị bô đen như vậy hả? Thông tin người nhận nó không cho mình biết đây là hàng gì luôn. Chà tò mò quá. Cái này 25 ngàn nè. Bộ neo. Nhỏ nào bom hàng bộ neo vậy? Trời ơi, bộ neo hình con thỏ, con mèo thỏ chứ các bạn. Bộ neo con mèo thỏ 25 ngàn. Đây 87 ngàn. Trời ơi, sao toàn hàng bom từ mấy chị gái không vậy? Đây là một cái túi da cũng rất là đẹp các bạn ơi. Ôi, cũng thật đẹp. Mà sao túi quá. Túi đó ngửi thử đi. Cái mùi này như cái mùi hộp diêm á. Có phải là chị phát hiện ra đồ này nó thúi quá nên chị cho nó đi không? Nó không dễ thương. Sao vậy? Mùi dây túi hơi đẹp mà kêu bán vé số. Nhỏ này chắc chắn mày là đứa bom đúng không? Mày phát hiện cái túi này giống cái túi vé số mày bom đúng không? Mất dạy. À, hay là bây giờ mình sẽ unbox những món quà này xong mình kêu đây là quà mà mình đi Nhật về tặng cho các bạn ở trong công ty. Má cái gì mà ác không ai biết hết. Ui, cái này 153 ngàn luôn. Ê nhưng mà ai rảnh ngồi bôi mấy cái này vậy ta? Wow, cái gậy selfie. Ồ, không phải đèn pin má ơi. Này chắc đứa học sinh nào đó mua đèn pin xong bị má la. Trời, đi quẩy hay gì á. Đèn chớp. Trời, cái đèn pin cắm sạc luôn nha. Này để dành khi nào công ty cúp điện em ơi. Ồ, cái gì dễ thương quá. À, tuyệt vời các bạn ơi. Cuối cùng tôi cũng đã mua được một cái món đồ có thể sử dụng được. Đó là cái nút của cái máy Nintendo. Wow, đó là cái nút ở trên cái máy Nintendo này các bạn. Tại vì mình không biết mình đâu có cầm máy Nintendo ở đây đâu. Mình mà cầm ở đây là mình gắn vô. 100 ngàn rồi, cái hộp này 100 ngàn rồi. Lời, trời ơi, unbox cái này giống như gacha mấy bạn ơi. Để coi hàng 62 ngàn này chúng ta được cái gì. À, xuất sắc, bộ lấy ráy tay. Xuất sắc, chị hay bị ngứa tay lắm. Trời ơi, đỉnh. Tê quá, tê người quá. Đang chửi mình là móc ra mình ngoái ngoái liền. Xuất sắc. Rồi, một cái này đã 320 ngàn rồi. Trời ơi, cứu tôi. Bộ đồ em bé. Cái này là chắc là chị này chỉ đặt cho con chị. Mà con chị bây giờ lớn rồi, không thể mặc được nữa. Nên chị quyết định bom luôn. 45 ngàn. Cái gì vậy? Ừ, giống cái... À, đúng là cái remote thiệt. Nhưng mà nó là cái vỏ bọc remote đúng không? Không, nó là cái hộp gì á. Kính à? Hộp đựng mắt kính. Rồi, cũng một ai đú đỡn đây. Hình xăm dán tạm nha. Xong bom hàng của người ta chắc là chuẩn bị đi cua gái rồi đó. Trời ơi, nó mất dạy. Nó mua cái hình xăm kiểu gì không? Positive là lạc quan. Bom hàng người ta mà lạc quan gớm không? Rồi Dreamer chắc không bom hàng người ta trong giấc mơ của nó. Always là luôn bom hàng. Sắp cho nhỏ này sung lắm. Nó có sơn, nó có chữ sơn si nè. Bởi vậy hỏi sao không bom hàng được. Nè, cho về mày xăm lên tay mình đi. Ôi trời ơi, ác. Áo len giữ ấm cho thú cưng mà không mua về cho thú cưng. Bom hàng luôn. Rồi, mùa đông này, qua mùa đông rồi. Bây giờ tới mùa hè rồi, bom hàng là phải. Cho đem về để cho bà chủ nhà trọ có con chó đúng không? Cái gì đây rồi? Nè ok nè, nhà đang thiếu nè. À, nó là đồ phòng đó vậy nè. Đem rồi giặt đồ cũng được á. Trời, 30 ngàn. Nó mua cái đồng hồ mấy đứa ơi. Apple Watch. Trời, dữ dội chưa. Cũng có tính năng nhà phi hành, tính năng đá banh, tính năng đo nhịp tim nữa. 30 ngàn. Về cho em bé chơi đi. Trời đất ơi, như mua cái bút chì mà bút chì gãy. Cái này 20 ngàn nè. Ủa, dán màn hình game hả? Nhưng mà nó là của cái máy gì? Cái máy này máy cũ rồi. Dán màn hình bảo vệ màn hình LCD 1:2:1 cho YXA. Không biết rồi. Sao càng về sau vật phẩm nó càng trở nên vô giá trị vậy ta? Đồng hồ nữa, sao mấy ba mấy má này hay mua đồng hồ giá 56 ngàn. Trời đất quỷ thần ơi. Đồng hồ người ta Sony đúng không? Người ta Sony đúng không? Đồng hồ này đồng hồ Soki. Kiểu dáng thanh lịch rất phù hợp với lại mấy chị làm văn phòng. Đưa cho Hà đồng hồ Soki. Bảo đồng hồ này chị mua 2,5 triệu. Không chạy luôn. Cứu tôi, chỉnh được luôn rồi nhưng không chạy. Rồi, đây là một cái kiện hàng mà tôi chơi lớn. Mở 1 triệu. Mua kiện bom mà 1 triệu luôn nha các bạn. Trời, cái gì đây? À, smartwatch. Ghê chưa? Nào cũng có siêu rồi, xịn sò lắm. Mà mua 2. Ê, rồi, mới qua Valentine đúng không? Đồng hồ cấp bò. Chia tay rồi, nhận quà gì nữa?
mấy đứa trẻ con này. Anh tặng em đồ pha kè, em không ưng. Ủa cái này gì vậy? Thắt lưng. Trời ơi, cái thắt lưng gì mà nó tao nói dữ vậy trời. Đang không biết dùng trong trường hợp gì hết. Mà nhìn một hồi lú lẫn luôn á. Cái này mà 100.000, 9.999. Tranh đính đá tự làm cho bé. Kính gửi khách hàng, chúng tôi cố liên lạc với bạn nhưng mà bạn không trả lời. Sản phẩm mà các bạn order đã bị hết hàng rồi. Nên chúng tôi nên là cái nhà kho của chúng tôi gửi cho bạn một món quà nhỏ. Khi mà các bạn nhận món quà thì hy vọng là các bạn sẽ looking for us to next step process. À như kiểu là nhắn tin lại cho chúng tôi rồi để chúng tôi sẽ đi đến bước tiếp theo. Món quà nhỏ nè. Nhỏ thiệt mà. Đó là đôi guốc của con Barbie. Mày đã order nước ngoài chứ gì mẹ? Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi, bộ nail này nó còn gãy một cái nữa. 8.000. Ê, cái 8.000 thì được nè. Ôi dễ thương quá à. Bởi vì nó là bộ lịch. À, dễ thương không? Nè, trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, không thể tin được là có những món quà dễ thương như vậy. Chứ cái đâu, 100.000 này nè. Tôi để cạnh luôn nè. Đó, cho các bạn thấy. Nó bự cỡ nào để so với tay tôi nè. Thấy nó bự cỡ nào? Trời cứu tôi. Ồ, 100.000 nha. 100.000 là đáng trong. Đáng là cái gì? Nail. Ủa sao mấy bộ này giống như... Ê, cái này tao nghi là như kiểu là ai không bán được nail cái bắt đầu... Toàn nail không các bạn ơi. Gì mà quá trời vậy, gói nào cũng có hàng nail hết. 70.000 nha. Bằng tô bún rồi đó, tô phở rồi đó. Ủa giá thua vậy? Pikachu. Ồ, giá tiền trang thiệt. Thôi luôn, cứu tôi. Giống như là tôi giờ bẩn vậy trời. Chết rồi, nó ra xà bông em ơi. Cái này ra xà bông phải đi rửa. 300.000. Born from beautiful rồi đó nha. À đúng rồi, mấy rửa mặt. Cái này 50.000, không hy vọng gì lắm. Cái gì trời? À mặt dán, mình dán vô đây. Xong rồi mình để chế đồ lên. Dán vô là các bạn móc khăn, rồi các bạn để mấy cái đồ. Thì ra là cái này các bạn móc đồ vô, rồi cái này là các bạn để điện thoại vô cũng được. Trời, này mua hết 2 triệu bạc tiền bom hàng hả? Tính ra là đồ xài được đâu có nhiều đâu mấy má. Nữa má thật sự luôn á, mở cửa hàng làm nail ở dưới đây được luôn nè, nó có cái nail dán luôn nè. Trời, nguyên một cái bàn này là nail không đó các bạn ơi. Thiệt nha, bữa sau mua đồ bom hàng bớt bỏ nail vô giùm tôi nha. Vỏ bọc bảo vệ tiền bằng giấy polymer. Chơi tiền mà đi bom hàng ha. Nè đó, giống mấy tờ tiền giả trên mạng chưa? Giống, ý là mấy người ta cũng bỏ vô vậy nè. Biết nào mà để đây có khi nó làm tiền giả không ta? Nguy quá. 250.000 nha các bạn. Trời ơi, đôi dép. Em ơi, tiện quá. Cho hỏi cái này ai đi mua nhầm size đúng không? Cho tôi hỏi cái này là một chú nào đó. Nè trời ơi, coi so với cái chân của tôi nè. Đồng hồ điện tử dạ quang thời trang này 30.000. Người mua thân mến, cảm ơn bạn đã mua của bạn. Cảm ơn bạn đã mua của bạn là sao? Trời ơi, coi kìa, chang nhau luôn. Ê tội cái shop này quá à. Cái shop này nó chắc không bị bom nhiều đến mức mà nó cảm ơn người mua thân mến đâu luôn. Dễ thương vậy mà bom của người ta. Tàn ác không có lương tâm. 110.000 nè. À, cái bộ đồ chơi trên mạng nó hay giới thiệu. À, đây nè. Trời ơi, không ngờ. Cuối cùng, trời ơi, dễ thương gì trời. Vậy mà bom hàng người ta chắc mua đến đây rồi mà mẹ không cho chơi nữa. Nè. Ủa nhưng mà như vậy nó che cái đầu của ổng luôn. Nè. Như vậy thì đâu gài vô đây được. Thôi nghĩ gì mẹ. Bộ bom hàng, đúng rồi, cái bộ bom hàng mà. Đâu, rồi không thấy tên của bả. Bộ này bộ pha kè chắc luôn, thấy bộ khi người ta sàng như vậy nữa nè. Lừa đảo gì mà cũng bán 200-mấy chục ngàn. Đỉnh chưa. Chà, cái này cũng đẹp phết, em qua nè. Ủa, chân mày bự dữ gì? Chân mày bự lắm sao vừa. Không giờ má ơi. Tai nghe Bluetooth 250 luôn á. Ôi trời ơi, đồ pha kè. Trời ơi, cái hộp quá trời cho nè. Cũng hơi xịn chứ bộ. Ê, bỏ vô cũng sạc pin luôn nè. Ghê vậy trời. Ôi, cũng đúng là fake 250 nó cũng phải khác chứ ha. Vòng cổ hai lớp mặt hoa hình tulip, đính ngọc trai sang trọng, phong cách Hàn Quốc cho cái nữ. Rồi cuối cùng là cái gì mà 55.000 đây? Đính ngọc trai sang trọng cho nữ nè, hoa tulip rồi, cái khuyên tai nữa nè. Trang sức ngọc trai không phải gu của tôi lắm mà chưa kể là tôi không có khuyên tai. Quá buồn. 100.000. Nội địa chung. Chà. Ôi cái tông này cũng ok nha. Vậy tính ra cái đợt này á, mở được cái đồ 1 triệu à, tôi thấy chủ yếu toàn là mỹ phẩm thôi các bạn ạ. À. Xui thì ra móng tay, xui nữa ra đồng hồ. Ê cái này có phải của giống mấy chị bên Trung Quốc mà mấy chị hay giới thiệu mà kiểu tập vô cái mặt cái xong rồi cái nhúng nước vô nước rồi không bị gì luôn đúng không? Trời ơi dữ vậy ta. Vâng, và món đồ cuối cùng ngày hôm nay. Rồi lại là một cái miếng quá là quen thuộc luôn. Giấy dán tường, họa tiết. Trời ơi tôi về cái này
Cái giấy dán tường này quá xấu luôn á, trời ơi, nhìn nó như trong cái toilet vậy đó. Trời ơi, mất công tôi để nãy giờ. Tôi để nãy giờ tôi coi thử món cuối cùng là cái gì. Giấy dán tường đắng cay quá. Uhu, hồi nãy là một cái gói, hồi nãy mình mua là 450, còn gói này mình mua đó là 500.000. Thì mình sẽ bóc ra tiếp và thử trong này có gì nhá. Chết rồi, tôi bị nghiền cái này rồi các bạn ơi. Tại vì trước khi mà mình mở cái này á, mình cũng thấy có nhiều lời đồn về cái đồ unbox này lắm. Kiểu như là cũng có đồ bom nhưng mà cũng có đồ là đồ người ta lấy để người ta bỏ vô đây. Nhưng mà tôi thấy ở đây toàn là mấy cái đơn ghi hủy không à. Cái này 34.000 mà nó là dây treo điện thoại. Hơi pha kè chút thôi, tại vì Nike hãng chút thôi, nhưng mà cũng không sao. Cũng ok ha. Rồi tiếp theo, máy tẩy lông, triệt lông mày. Rồi vậy là tao biết rồi, bà đó bà tính mua về triệt lông nách. Nhưng mà bà đáng ngờ là nó chỉ triệt lông mày thôi. Ủa sao xài ta? Đau đứa lông mày. Nửa rồi. Cái này có 6.000 rồi, trời ơi đứa nào mua đồ 6.000 vậy. Ê cái này cũng đẹp, mình có thể dán bất kỳ nơi đâu. Rồi còn chữ Edison thì sao dán? Chết rồi, nó lỗi rồi bà con ơi. 6.000 thì mình trông cậy gì hơn. Trời ơi cái này 126.000 luôn nè. Mặt nạ trà xanh. Không biết dám bôi mặt. Ủa cái này cái gì vậy trời? Trời cái dòng phong thủy mà bom hàng người ta. Trời ơi 150. Phong thủy mà còn may mắn nữa mà bom hàng. Vậy là chủ nhân cái này hết may mắn mất. Thôi nhờ cái gói lại cũng ok lắm nha. Nhưng mà già quá, phong cách này già quá, không thể nào hợp tôi được. Ê tự nhiên mở mấy đồ bom hàng này cái nghĩ tới biết đâu ra mấy cái phim ma hay không. Đi ngoài đường không có nên nhặt đồ này nọ. Ồ cái này ghê quá à. Tự nhiên trời ơi nữa rồi, sao mấy chị hay bom bộ neo quá vậy. Ê chung một chỗ bị bom hàng luôn nè. Trời ơi tội với shop này quá. Nữa rồi cứu tôi. Nữa của cái hãng này nữa. Cái hãng này trời shop này buồn quá, chắc shop này chắc phá sản mẹ luôn rồi. Trời cái này gì vậy, cái này bự vậy mà 30.000 à. Dán tường giả gạch, dán vô đây để kiểu giống như là giả bộ như là tường gạch đồ đó mà xến quá. Cái này 200 mấy ngàn luôn nè. Trời ơi hai cái áo, trời ơi nó khoét sâu cái ngực. Trời ơi cái ngực mà nó tới dưới này luôn rồi. Ô gói này 300.000 nè, cũng là em bé luôn, dễ thương không. Ủa mà sao toàn bom hàng trẻ con. Chẳng lẽ chờ nó ship về là đứa trẻ nó lớn rồi hay sao mà mấy chị bom hàng hết. 2 triệu mua một đống đồ rác rưởi không hà. Nhưng mà trời ơi nghiền cái cảm giác mở ra coi thử đồ gì thôi. Nhưng mà tôi mở ra khoảng 50-60 bộ neo là tôi chán rồi. Thôi dẹp đây, tạm biệt các bạn.